Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe hai tiếng giàu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví sau này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mercedes Benz GLC 200 Formatic ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic này có những gì? Phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh em Bởi vì kênh xe thứ giàu cũng sẽ chuyên về giá xe Tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với gián viết của chiếc xe này đang là 2 tỷ 099 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 2 tỷ 039 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 60 triệu tiền mặt ạ còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn mấy em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường trong nhá. Vậy thì chiếc xe Mercedes Benz GLC 200 Formatic này lăn bánh nội thì đang là 2 tỷ 191 triệu ạ, trả góp thì đang là 584 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 2 tỷ 152 triệu, trả góp thì đang là 544 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 171 triệu Trả góp thì đang là 563 triệu ạ à. Đó chính là phần giá xe và tổng bánh của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 300 Formatic ạ à. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ à. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m ạ à. Rộng là 1m90 Còn cao là 1m650 ạ à. Con chiều dài cơ sở dài đang là 2m873 Đó, Chiếc xe này thì rất rất là dài Rộng và cao đấy ạ à. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic này Thì uh, nó thiết kế nhìn trông rất là thể thao Sang trọng và mạnh mẽ ạ Phần nổi bật phần đầu xe nó có cụm đèn và mặt cản trước nhé về mặt lưới cá lăng thì của chiếc xe này có thanh nẹp chrome rất là to bản rất là to bản luôn nhá tạo cho chiếc xe cảm giác nó được rất là thể thao rất là thể thao luôn đấy ạ rất là khỏe khoắn ạ về phần mặt cản đằng trước thì có thanh nẹp chrome rất là to bản tạo do phần tổng quan mặt đằng trước nhìn rất là sắc sảo và sang trọng ạ tiếp theo giới thiệu cho em về cụm đèn này cụm đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn đèn full led luôn nhá cả đèn cốt đèn đèn pha đấy ạ và chiếc xe này nó có giải đèn led ban ngày giải đèn led ban ngày này khá là dài như này thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được uh, sang trọng hơn thể thao hơn ạ các tính an toàn về phần đầu xe này có như sau nó sẽ là có cảm biến góc trước này bốn cảm biến góc trước nha và có cả camera 360 độ đấy ạ Đây, giới thiệu lại cho anh em về phần đầu xe nhá đó tổng quan về phần đầu xe của chiếc xe này nhìn rất là góc cạnh đấy ạ tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe này thì nó được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và thể thao ạ. Và phần sườn xe của chiếc xe này nó có thể bậc lên xuống nhé Bậc lên xuống của nó là bằng uh, hợp kim nhôm đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, bánh xe Bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng đó chính là vành đúc hợp kim nhôm ạ. Vành của nó sẽ là vành uh, 19 inch nhé 6 chấu thiết kế kiểu mới đấy ạ. Đó. Màu của nó sẽ là màu bạc 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 xám kết hợp cả màu màu đen đấy ạ. Phanh đĩa cho cả bốn bánh nhá và các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này và rất nhiều tính an toàn nữa. Em phép cuối video lại giới thiệu cho anh em ạ. Có đây là bậc lên xuống này bằng uh, hợp kim nhôm nhé hợp kim nhá, hợp kim nhôm đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe này nó sẽ là cùng màu thân xe tích hợp trên này sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ, nó sẽ có tích hợp nữa đó chính là có cả camera 360 độ nha, có camera 360 độ đấy ạ và nó sẽ có nó có chỉnh điện này, gập điện này và nhớ vị trí ba vị trí nhá và phần chân kính của nó sẽ là có thanh nẹp uh, mạ chrome nhá cả phần chân trên chân dưới đấy, ạ. chân kính trên chân kính dưới đâu nhá và tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa, đây chân kính của nó này. Bên trần xe nó sẽ là trần phẳng nha, giá lóc hai uh, thanh đấy ạ. Không có chiếc xe này nó sẽ không có cửa sổ trời toàn cảnh panorama đâu anh em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần đuôi xe ạ. Phần đuôi xe của chiếc xe này thì thiết kế nhìn rất là góc cạnh, thể thao ạ. À, phần đuôi xe thì nó có sự nổi bật đó chính là cụm đèn và cản sau ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này. Cụm đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn, đèn đèn led nhé, nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Về phần cản sau của chiếc xe này nó sử dụng bô, nó sử dụng là là bô kép nhá. Và các tính an toàn về phần đuôi xe nó sẽ có cảm biến lùi, có cảm biến lùi và cam lùi đi ạ. Đây chi tiết cho em ở đây này. Bô vì phía sau đằng này nó sử dụng bô kép và vùng xung quanh nó được mạ chrome nhá. Cảm biến lùi đấy ạ. Một một cảm biến này, hai cảm biến và ba và bốn ạ, có cả góc luôn nhá. bô nó sử dụng là bô kép này, Ok, tiếp theo sang phần nội thất giới thiệu cho em về nội thất của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic ạ. Còn đây giới thiệu cho em về nội thất bên trong này, nội thất của nó sẽ là nội thất màu vàng be, màu vàng đấy ạ. Và kết hợp nó sẽ có cả màu màu đen như hai màu nội thất đấy ạ. Ghế của nó sẽ là ghế chỉnh điện ạ, bọc da nhé, ghế chỉnh điện. Còn đây giới thiệu cho em về bên cánh cửa này, cánh cửa của nó sẽ là có nhớ ghế 3 vị trí này. Nó sử dụng là Loa của nó là sử dụng là loa boom master nhá, 13 loa đấy ạ. Đó. Còn bên là bên các nút bấm nhá nào, nó sẽ lên xung kính cho bốn bốn cánh cửa này, khóa cửa chốt kính này. Đó, cục gương đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em sang bên hàng ghế thứ hai của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic ạ. Đây hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai có sử dụng hàng ghế đầu tiên nhá. Nó sẽ có hai màu nội thất cho anh mà chọn, nó là màu vàng be như mình đang xem ạ và màu đen ạ. Đó. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì nó có thể gặp được là 60 40. Nên anh em nào có thể gặp để phẳng nốt đấy ạ. Đây, nó sử dụng là loa loa boom boom master nhá. Đó, còn đây là lên xung kính cho cửa hàng ghế phía sau này. Ok, giờ sẽ giới thiệu cho em về cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Chiếc xe này nó thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Ok, giờ đi sâu về chi tiết hơn ạ. Giới thiệu cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên ạ. Đây, đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này sẽ là sử dụng là vô lăng ba chấu ạ, được bọc da sở rất mềm mại ạ. Vô lăng của nó sẽ có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, cô đối con này. Còn đối với túi khí thì chiếc xe này nó sẽ có 7 túi khí em nhé Đó. Và nó có cả chìa khóa thông minh đi ạ. Đấy, thiết kế phần vô lăng của chiếc xe này là thiết kế như rất là rất là thể thao và sang trọng đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí ạ Màn hình giải trí nó là màn hình cảm ứng 10.25 inch ạ có kết nối điều khiển bằng giọng nói ạ kết nối bằng điều khiển giọng nói nhá có cả kết nối Apple CarPlay và Auto Android đấy ạ Và hệ thống điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ thế hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nhá nó sẽ cho hàng ghế cái uh, lái và bên ghế phụ đi ạ cửa gió điều hòa nhìn thiết kế thì rất là thể thao và sang trọng ạ đó Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về phần phía dưới này. Cái này nó sẽ có cổng sạc điện thoại này. Còn tiếp theo giới thiệu cho em về phần phía dưới này. Nó sẽ là bộ điều khiển uh, trung tâm này. Đấy. Chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp anh em nha. Hộp số tự động 9 cấp thể thao đấy ạ. Rất thể thao và mạnh mẽ ạ. Đây giới thiệu lại cho anh em về tổng thể lại cho anh em về bên hàng ghế đầu tiên này. Các cửa gió điều hòa của chiếc xe này thiết kế nhìn rất hài hòa và sang trọng đấy ạ. Đó. Thiết kế của nó đều là có thanh nẹp và đều được mạ chrome hết anh em nhỉ. Đều mạ chrome hết đấy ạ. Đó. Ok, giờ sẽ giới thiệu cho anh em sang phần động cơ ạ. À. Động cơ của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic này nó sử dụng động là động cơ là động cơ 2.0. Động cơ hình chữ Y 4 xi lanh thẳng hàng ạ à, Với công suất cực đại nó đang là 197 mã lực trên cho 6.100 vòng 9 phút ạ à. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 320 Nm trên cho 4.000 vòng 9 phút ạ. Hộp số nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp. 9 cấp luôn nha. trô đi ạ. Đó. Với tổng tốc độ tối đa đạt được đó chính là 215 km trên giờ đi ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn ạ. Các tính an toàn có như sau. Đó chính là có hệ thống phanh ABS này, phân bố lực phanh điện tử ebd này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, và các tính an toàn có camera 360 độ ạ. Đèn báo phanh trên cao này, hệ thống túi khí đó sử dụng là 7 túi khí ạ. Và còn rất nhiều các tính năng an toàn nữa anh em nhá. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có rất nhiều nhiều màu cho em lựa chọn đấy ạ, như màu đỏ mình đang xem ạ, màu đen, màu xanh, màu xám ạ. Về màu nội thất thì nó sẽ có hai màu nội thất cho em lựa chọn. Đó là màu nội thất màu đen và nội thất màu vàng như lúc anh mình đang lúc anh mình xem đấy ạ. Ok và để video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy để video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mercedes cũng như các xe khác, khác, nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota. Honda, Isuzu, Mercedes hay rất nhiều loại xe trên thị trường Việt Nam để chăm sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh mới comment phía dưới cho em nhá. Để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em phải đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hay Tư giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.